Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Weebu Time. Đây sẽ là nơi tổng hợp các tin tức mới và thú vị nhất trong tuần vừa qua, xoay quanh thế giới 2D trong và ngoài nước, và cũng là nơi chia sẻ về các bộ anime hay manga mà chúng mình tâm đắc nhất. Không dài dòng nữa, hãy cùng nhau ngồi xuống và thưởng thức nào. Manga từ xa xưa về Lắc Đít TikTok sẽ có chuyển thể thành anime và sẽ ra mắt vào năm sau. Đây sẽ là dự án cực lớn được thực hiện bởi Madhouse phối hợp cùng với Cylon Graphics. Biên đạo múa kiêm ca sĩ cho ban nhạc BTS, EXO sẽ phụ trách sản xuất âm nhạc và vũ đạo cho dự án này. Nội dung về nam sinh nhu mì gặp một cô em gái trong câu lạc bộ hip hop đã khơi gợi niềm đam mê cho thanh niên này và họ đã bị cuốn vào những trận dance battle. Manga hiện đã bán được 900.000 bản cho 13 tập. Series Amagami en Musubi vừa đăng tải thêm một trailer mới cho chuyển thể anime dự kiến sẽ được ra mắt vào ngày 1 tháng 10. Mấy bộ harem có chất lượng cao như thế này thường sẽ có thời lượng khoảng 24 tập, nội dung vẫn là thằng men số hưởng, bị ném vào dàn harem trong không gian kín. Lần này là ba em Miko trong một ngôi đền. Anime chuyển thể Dan Da Dan vừa tung thêm một trailer mới cho anime sẽ ra mắt vào mùa sau. Có một điều đáng chú ý là cả opening lẫn ending đều được thực hiện bởi hai cái tên đang rất nổi ở quốc tế là Creepiness và Zutomayo. Chủ nhật tuần này đã có thông báo rằng bộ manga Witch Watch sẽ được chuyển thể thành anime. Buổi ra mắt của phim được lên kế hoạch vào tháng 4 của năm 2025. Studio chịu trách nhiệm sản xuất cho dự án này là Bibury Animation Studio. Hãng đã từng thực hiện hàng loạt các bộ anime như Năm Tô Bún và 100 Bạn Gái. Đây là một manga tấu hài của đệ tử của tác giả Gintama, với nội dung về một thằng nửa người nửa quỷ phải trông nom một con phù thủy đần độn, kéo thêm một đám ăn hại phá làng phá xóm. Kaoru Hana khả năng cao sẽ công bố ra mắt anime trong thời gian sắp tới. Dù chưa có công bố chính thức, nhưng thông tin này là chuẩn nhá, vì nhà sản xuất đã đăng ký tên miền trang web mới là Kaoru Hana Anime lẫn tài khoản Twitter cho chuyển thể này. Series romcom nhẹ nhàng hưởng phấn đang được đón nhận đông đảo tại cộng đồng Việt Nam, thậm chí còn có công bố bản quyền cho manga từ phía nhà xuất bản trẻ từ đầu năm. Thêm trailer cho chuyển thể manga Mataku Saikin được công bố. Dự kiến anime sẽ được phát sóng vào năm sau. Manga hài hước đến từ tác giả của Gái Làm Thơ Senryu Soyo và Mayonaka Hurtun. Khác với mấy bộ romcom trước, nội dung lần này sẽ xoay quanh thám tử về vườn chán đời và một con nữ sinh tăng động đòi làm thám tử tập sự. Cả hai phải cùng nhau đi làm ba cái job sàm chó sống qua mỗi ngày. Attack on Titan sắp tới sẽ ra rạp với tựa The Last Attack vào ngày 8 tháng 11. Bộ phim này là phiên bản được biên tập lại và cải tiến của hai tập cuối, được phát sóng trên truyền hình vào tháng 3 và tháng 11 của năm 2023. Vậy là cuối cùng thì franchise này cũng sẽ bị vắt sữa cho đến khi 90 tuổi. Một trang web chính thức và tài khoản X vừa xuất hiện, thông báo rằng một bộ anime chuyển thể từ manga với tựa là With You and the Rain đang được thực hiện và sẽ phát sóng vào năm 2025 như bao series người sống với động vật khác, chuyển thể anime về một cô gái sống chung với một con tanuki tự nhận mình là chó. Một đoạn teaser mới cho phần tiếp theo của Monogatari đã được phát hành, hé lộ một chút về phần Waza Monogatari sắp tới, với Maya Sakamoto trong vai công chúa Acerora. Chuyển thể sẽ là quá khứ của quá khứ về Shinobu và con đường đẫm máu mà em đã phải trải qua trước khi trở thành Macaron. Hiện cộng đồng Toho bên tàu vừa công bố một anime fanmade có tên là Mistia Izakaya, dựa trên con game Dojin của nhân vật Mistia và cửa hàng nướng bẩn của con chim này. Mistia rất nổi tiếng, giá 150 cành, được đánh giá cực phê trên Steam, không kém gì Wukong hiện giờ, thuộc thể loại quản lý nhà hàng. Anime chắc là sẽ theo mô típ fantasy nấu ăn chiêu chiêu, nhưng sẽ là bằng chứng cho thấy cộng đồng Toho không thể chết được. Warner Bros. Tiếp tục tung thêm trailer cho dự án anime Chúa Nhẫn với phần phim cuộc chiến ở Rohirrim. Movie sẽ được ra mắt vào ngày 13 tháng 12 năm nay. Anime là tiền truyện xảy ra trước trilogy điện ảnh của Peter Jackson. Nội dung xoay quanh trận chiến thành Rohan với man tộc và cô công chúa của thành đứng ra bảo vệ người dân giữa cuộc chiến trong vô vọng. Tài khoản X chính thức của anime Bocchi the Rock đã thông báo rằng hai movie tổng hợp của series đã vượt qua cột mốc 1 tỷ yên tại phòng vé tại Nhật Bản. Cho những ai chưa kịp trầm trồ, thì con số này tương đương khoảng 170 tỷ đồng. Phần đầu tiên của bộ phim được phát hành vào ngày 7 tháng 6 đã thu hút hơn 420.000 lượt xem, mang về 640 triệu yên. Phần thứ hai phát hành vào ngày 9 tháng 8 cùng năm đã thu hút hơn 250.000 lượt xem, mang về thêm 390 triệu yên. Cộng lại, hai bộ phim đã vượt qua mốc 1 tỷ yên. Một Chúa Nhẫn khác thì lại đi đến hồi kết rất mỹ mãn. Tale of Wedding Ring, chương cuối của manga đã ra mắt tuần trước, đánh dấu 10 năm quá trình thằng men bú bẩn, liếm hết dàn harem.
anime phần 2 đã được công bố sẽ ra mắt. Romcom Xôi Thịt Okusan sẽ kết thúc sau một chương nữa, đánh dấu 15 năm phát hành. Romcom cho người lớn thích gái béo, kể về một cặp vợ chồng ở rể và anh chồng phải sống một cuộc đời siêu nạc giữa mẹ vợ và chị em nhà vợ. Ngay sau khi Em Da Đen Nagatoro kết thúc thì chúng ta có Hầu Gái Da Đen cũng sẽ kết thúc vào cuối tháng 9, manga romcom về cậu chủ và em hầu gái da bánh mật. Ngoài ra bọn mình ngửi thấy mùi sắp kết thúc đến từ manga Komi Không Thể Giao Tiếp, đấy là linh cảm cá nhân thôi nhá. Chứ manga này thì hiện đang tạm dừng trong tuần tới, bộ truyện dự kiến sẽ tiếp tục vào đầu tháng 9. Như đã chính thức tiết lộ trong chương trình Jump Press của Shonen Jump, manga Jujutsu Kaisen sẽ kết thúc sau 5 chương nữa. Cụ thể thì vào cuối tháng 9 năm nay, sau hơn 6 năm oanh tạc mọi mặt trận giải trí Đông Tây, với số lượng câu hỏi chưa có lời giải và thế giới chú thuật sư tương đối đồ sộ, thì 5 chương quả là một con số khá ít ỏi để tác giả có thể làm nên một cái kết điện ảnh tuyệt đối. Cơ mà tầm này các fan có thể yên chí là nó có thể không bị hèn như học viện nào đó. Hiện đã có nhiều bản leak lộ ra, sẽ có nhân vật máu chó nào đó comeback, ông thầy thì chắc yên chí thành đôi, nhưng mà không phải thành đôi với Marin. Nhân mấy vụ leak manga kể trên, họa sĩ cho Oshinoko cũng bày tỏ sự bất bình của mình với tệ nạn leaker tràn lan ngày càng gia tăng và thậm chí sự phát tán này gây thiệt hại lớn tới nhà sản xuất. Nguồn cơn sự bất bình này có lẽ đến từ các bức ảnh tiết lộ cao trào trong chương mới nhất vừa ra mắt. Tình cờ cao trào này lại trùng hợp với sự kiện diễn ra cách đây 150 chương trở về trước. Không rõ việc leak nội dung này có gây ra vấn đề gì không, vì Oshinoko lại tiếp tục tạm nghỉ sau một tuần và sẽ tiếp tục trong ngày 5 tháng 9 tới. Dự đoán lần này không có ai phải nằm thùng xốp, nhưng tuyến truyện sẽ được kéo dài sang tới năm sau. Bên cạnh đó, hồi ký Vanitas sẽ bị tạm dừng trong 2 tháng vì vấn đề sức khỏe của tác giả, thông tin khá là đáng lo cho các fan của series này. Tuy nhiên, dù tình hình sức khỏe của tác giả rất tệ, nhưng manga Hunter x Hunter vẫn sẽ ra chap mới vào tháng 10 này sau khoảng delay khá lâu. Một romcom mới ra mắt có nội dung về nhân vật chính xin một con nữ tu để rồi bị chúa quỷ tà dâm ám. Manga romcom ecchi sẽ xoay quanh sắc dục là xiềng xích của cuộc đời. Một romcom mới nữa là Himaten, tác giả của bộ này trước đó đã không thành công với một manga về tennis, này sẽ comeback với romcom về một thằng men có đam mê với nghề Oshin và làm part-time để dọn dẹp kiếm tiền. Tình cờ, anh Oshin này được thuê dọn nhà cho một em idol cùng trường có lối sống cực kỳ bừa bộn. Tsuma no Nakami, manga về vợ chồng son, nhưng mà người vợ dễ thương ngây thơ trong sáng này còn không biết làm thế nào để có em bé, và chồng cô phải vất vả để truyền đạt kiến thức giới tính, để mong có ngày vợ chồng thoát khỏi cảnh giai tân gái tân. Tác giả của siêu phẩm The Fable đã giới thiệu chuyện tình bạo lực Nezumi First Love, câu chuyện về tình yêu gà bông của một em sát thủ với một thằng đụt bên đường. Mối tình của em bị tổ chức phát hiện và giờ em buộc phải biến thằng ất ơ kia thành John Wick hoặc không là đóng hòm tình đầu vào thùng xốp. Nhẹ nhàng hơn, chúng ta có Developer về những nhà phát triển game indie. Nhân vật chính bắt đầu thấy nản khi ngồi code game cho công ty lớn, thì gặp một em developer khác có mong muốn làm game indie cho riêng mình. Manga về cuộc sống đời thường của các nhà phát triển game. Manga hành động mới có tựa là Runa Nine sẽ ra mắt vào năm sau. Nội dung về nữ sinh thành gái bán hoa, theo ngựa đen, do chị gái chủ cửa hàng đột nhiên mất tích. Nhưng một biến cố ập đến khiến cho nữ sinh này nhớ lại những ký ức đen tối liên quan tới người chị, và khiến cô trở thành John Wick. Nhân ngày sắp ra mắt cho tựa game Star Wars, tác giả của manga nổi tiếng Afro Samurai đã có bức ảnh quảng bá cho ngày phát hành tựa game được đăng trên tạp chí Famitsu. Game sẽ được ra mắt vào ngày 30 tháng 8 năm nay. Trong tương lai, sẽ có thể có tranh cãi to nếu như tác giả Afro Samurai vẽ ảnh quảng bá cho Assassin's Creed Shadow. Suicide Squad Isekai trong tương lai sẽ có một bộ webtoon chuyển thể ra mắt trong cuối tháng này trên trang Lightoon Platform. Bộ anime gốc Suicide Squad Isekai đã phát sóng tập cuối từ tuần trước, cơ mà anime này không được đón nhận tích cực cho lắm. Một bản dự thảo của Liên Hợp Quốc dài 41 trang đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có vấn đề ấm dâu trực tuyến. Ngắn gọn thì nếu như để nguyên cho mấy ông châu Âu và Trung Quốc bắt bẻ pháp lý thì sẽ có rất nhiều bộ anime, manga cho tới nay bị coi là phạm pháp. Ví dụ điển hình như Made in Abyss sẽ có thể bị liệt vào danh sách đen bởi mấy chính sách như thế này. Một nghị sĩ Nhật Bản đã lên tiếng ủng hộ việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận trong khuôn khổ của hiệp ước. Nghị sĩ kiêm mangaka nổi tiếng này đã thông báo qua mạng xã hội rằng một điều khoản chỉ giới hạn đối với người thật, còn những tác phẩm hư cấu như anime và manga được loại trừ khỏi hiệp ước kể trên và vẫn hợp pháp. Tuy nhiên, vẫn chưa loại trừ việc Nhật Bản đổi trắng thay đen, dẫn tới việc đưa nội dung hư cấu vào diện phi pháp. Gần đây, cũng có vài chính trị gia Nhật Bản đòi kiểm duyệt anime và manga, chưa kể là áp lực từ phía láng giềng Trung Quốc nữa. Anh em nào chơi game của Weibo Cứu Thế Giới thì chắc cũng hiểu rõ vấn đề kiểm duyệt này. Bên cạnh đó,
còn có áp lực dư luận bên thanh toán tín dụng như Visa và Mastercard. Gần đây, mấy thằng này đã yêu cầu nhiều nền tảng bên Nhật phải xóa các nội dung có tính khiêu dâm, như một GigaChat vào ngày 1 tháng 8 năm 2024, vẫn là nghị sĩ Taro Yamada đã đến trụ sở chính của Visa tại San Francisco để thảo luận. Cuộc thảo luận này vẫn chưa có kết quả cho lắm, tuy nhiên thì hai bên cũng đã có cam kết tiếp tục đối thoại. Dù đang phải chịu áp lực từ nhiều phía, nhưng theo lịch sử của ngành này thì chưa bao giờ cái vụ kiểm duyệt hay giới hạn nội dung được thông qua, nên có lẽ là mọi thứ sẽ vẫn y như cũ nếu khả quan. Gần đây, một trò cười đang được bàn tán khá nhiều trên mạng xã hội, đặc biệt là trong cộng đồng những người có cùng tư tưởng với một họa sĩ nào đó. Cụ thể thì có một thanh niên mới đăng bài bày tỏ rằng mới chia tay người yêu và một bro của thanh niên này đã rủ đi chơi giải sầu. Cơ mà vẫn chưa biết người yêu cũ của anh này như thế nào, nhưng mà nhìn bro của thanh niên này có khi còn ngon ăn hơn cả người yêu cũ. Đấy cũng đang là trending chat phái hiện nay đang xâm chiếm mạng xã hội. Cơ mà đau đớn thay, sự thật lại rất phũ phàng. Không lâu sau đó thì một cosplayer tên là Kihi đã đăng bài đính chính rằng nhân vật trong ảnh là cô, và cô thì không phải là cú có gai. Nói chung là toàn bộ câu chuyện là một cái fake news vô bổ do một thằng cha nào đấy dựng lên, chứ không có một màn đầu kiếm nào ở đây cả. Tin tới đây chắc hẳn nhiều bạn cũng đã biết rồi. Atsuko Tanaka, seiyuu của nhân vật Motoko Kusanagi trong Ghost in the Shell, đã qua đời vào ngày 20 tháng 8 năm 2024 ở tuổi 61. Tin tức này được công ty quản lý của bà chia sẻ thông qua một tuyên bố chính thức và được con trai bà, diễn viên lồng tiếng Hikaru Tanaka xác nhận. Atsuko Tanaka cũng đồng thời là diễn viên lồng tiếng cho nhiều nhân vật nổi tiếng như Conan trong Naruto, Caster trong loạt Fate Stay Night, Lisa Lisa trong JoJo Bizarre Adventure, Cloudy trong Queen Blade, Francis Midford trong Hắc Quản Gia, Karura trong Utaware Rumono, Hanami trong Jujutsu Kaisen và phù thủy vĩ đại Flame trong Frieren, cùng với nhiều nhân vật khác. Cô cũng được biết đến khi lồng tiếng cho nhân vật Lara Croft trong Tomb Raider. Ngoài các vai diễn trong anime và live action, Tanaka còn lồng tiếng cho nhiều thương hiệu trò chơi điện tử, bao gồm Bayonetta. Naver Webtoon, một trong những nền tảng webtoon lớn nhất thế giới, đã chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng về số lượng người dùng, dẫn đến phản ứng tiêu cực trên thị trường tài chính. Chỉ trong 2 ngày giao dịch, vốn hóa của thị trường Naver Webtoon đã giảm 1,4 nghìn tỷ won. Sự sụt giảm này đã làm dấy lên làn sóng bán tháo từ các nhà đầu tư, phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về tương lai của truyện tranh màu. Số liệu trong quý 2 năm 2024 cho thấy, số lượng người đăng ký gói tháng lẫn trả trực tiếp đã giảm đáng kể, khoảng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù có sự gia tăng ở Nhật Bản, nhưng cũng không đủ để bù đắp sự sụt giảm cho các khu vực khác. Nguyên nhân cho sự đi xuống được cho là chất lượng nội dung quá ồ ạt. Thay vì tập trung vào việc tạo ra các tác phẩm sáng tạo, chất lượng cao, Naver Webtoon đã áp dụng cách tiếp cận dựa trên việc sản xuất hàng loạt theo một dây chuyền liên tục với nhiều đơn vị tham gia cho một đầu truyện. Ngoài ra, họ cũng chưa có một đầu quảng bá mãnh liệt giống như anime của Nhật Bản, thứ đã thúc đẩy liên tục cho manga lẫn light novel. Chưa kể đến là việc không có sản phẩm trọng tâm qua các thời kỳ khác nhau cũng ảnh hưởng không ít tới Webtoon. Trước mắt, để đấu tranh lại số lượng người dùng, Naver Webtoon đã có hành động chống lại các trang xem lậu bằng việc đệ đơn tố cáo hơn 170 trang web vi phạm bản quyền, yêu cầu Cloudflare tiết lộ thông tin về những người điều hành, một nỗ lực có phần hơi vô vọng. Urasawa Naoki, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, vẫn sẽ luôn là một trong những huyền thoại sống của làng manga, người đàn ông duy nhất có thể mang hơi thở của cả một thời đại, đem vẽ lại lên các trang giấy. Bất kể những biến cố lịch sử lớn nhỏ hay đời sống trần trụi của người dân, ông đều có thể thuật lại một cách chi tiết. Những seinen do ông sáng tác đã trở thành tượng đài bất diệt, có thể kể đến như phân tích tâm lý nhân vật xuất sắc và xây dựng kẻ phản diện đỉnh cao trong Monster, dấu ấn lịch sử của cả một thế hệ và xây dựng thế giới không tưởng trong 20th Century Boy, tính nhân đạo và concept đi trước thời đại trong Pluto. Tuy nhiên, về phần Billy Bat thì thật khó để xác định chính xác giá trị cốt lõi của manga này, bởi vì tuy không được giới chuyên môn đánh giá cao bằng những tác phẩm tiền nhiệm, nhưng đối với độc giả đại chúng, đây là một bộ truyện xuất sắc cả về nội dung lẫn thông điệp mà nó truyền tải. Tóm tắt chút về bối cảnh, câu chuyện bắt đầu với Kevin Yamagata, một họa sĩ truyện tranh người Mỹ gốc Nhật, nổi tiếng với bộ truyện Billy Bat. Tuy nhiên, cuộc sống của Kevin bị đảo lộn khi anh phát hiện ra nhân vật chính trong truyện tranh của mình có thể là sản phẩm ăn cắp từ một phiên bản truyện tranh cũ của Nhật Bản. Tạm gác lại mọi công việc vẽ truyện và xuất bản cho người trợ lý, Kevin đã đặt chuyến bay lên đường đến Nhật. Tại đó, anh phát hiện ra một biểu tượng tương tự Billy Bat trong một cuốn trục cổ. Điều kỳ lạ là biểu tượng đó dường như có sức sống và có thể nói chuyện với anh. Từ đây, mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ hơn. Người hướng dẫn của anh không hiểu sao bị và anh buộc phải phi tang cái ra đường dây tàu lửa để tránh sự nghi ngờ của cảnh sát.
Đồng thời, một ông trùm tổ chức ngầm địa phương bỗng dưng truy sát Kevin, ép anh phải khai ra những điều mà con rơi nói. Chưa hết, người bạn gái mới quen của anh cũng bị sát hại không rõ lý do. Thậm chí, một tay thanh tra từ Mỹ cũng đến tận đây để dò hỏi anh về cái biểu tượng con rơi quái quỷ kia. Tất cả những sự kiện này đã hoàn toàn buộc anh phải gác lại cuộc sống an yên trước đây để lên đường trở về Mỹ, khám phá nguồn gốc thực sự của Billy Bat. Tuy nhiên, do Billy Bat có nhiều tình tiết phức tạp và đa số là chồng chéo lẫn nhau, chứ ít khi được kể theo kiểu tuyến tính. Đồng ý là các tình tiết trong truyện đều được liên kết chặt chẽ với nhau, nhưng đó là chỉ khi độc giả chịu chú ý kỹ đến các chi tiết được giải rác đặt trong truyện, đôi khi những gợi ý nhỏ nhất có thể mang lại những khám phá lớn nhất. Cho nên mình có một lời khuyên chân thành cho những ai quyết định sẽ đọc Billy Bat, đó là hãy tìm hiểu thêm về các sự kiện lịch sử và văn hóa được nhắc đến trong truyện. Điều này không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về bối cảnh của câu chuyện mà còn đem lại những kiến thức bổ ích và thú vị. Tóm lại, công tâm mà nói, Billy Bat không chỉ tạo ra những hình ảnh biểu tượng hách não nhất trong giới manga, mà đây còn là một bản parody táo bạo về các biến cố lịch sử lớn xuyên suốt cả một thế kỷ, là bản tường thuật trần trụi về đời sống của người dân cũng như bối cảnh xã hội trong từng thời kỳ lịch sử, là cảm nghĩ nhân văn về bản chất con người bị vùi lấp trong một giai đoạn đầy biến động. Và quan trọng nhất, Billy Bat không gì hơn một bức tâm thư của Urasawa Naoki cùng với Nagasaki Takashi tri ân đến những con người đang ngày đêm hoạt động nghệ thuật chân chính. Và đó là những thứ khá hay ho đã xảy ra trong tuần vừa qua mà bọn mình đã tổng hợp được. Nếu thấy hay thì đừng tiếc một like, share, subscribe và donate bằng Super Thanh để ủng hộ bọn mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các số chuyển động lần sau. À quên mất, chúng mình vẫn đang chờ những bài viết review anime manga ngắn đến từ các bạn nha. Hãy mau chóng gửi tới Weebu Time để nhận những phần quà hấp dẫn nào.